Trọng tài Nhật Bản xử nặng tay U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia. Ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia, trọng tài Yusuke Araki đã rút 4 thẻ phạt trong tổng số 10 lỗi của U23 Việt Nam. Đó là huấn luyện viên Gomokian, tiền vệ Duy Cương, tiền đạo Văn Tùng và đặc biệt là thủ môn Văn Chẩn đã bị trọng tài Yusuke Araki rút kẻ không nương tay với trường hợp của huấn luyện viên Gomokian, nhà cầm quân người Hàn Quốc bất bình khi trọng tài bác bỏ qua lỗi cầu thủ Saudi Arabia và cho đội bạn được hưởng quả ném biên ở phút 66. 13 phút sau, trong nỗ lực lao ra ngăn cản Ferraz, thủ môn Quan Văn Chuẩn đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ở pha quay chậm, Văn Chuẩn đã được chạm chân vào bóng trước khi va vào Ferraz. Ngay sau khi tham khảo và một cách kỹ lưỡng, trọng tài Araki xác nhận đó là một tình huống ngăn cản cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng cho Saudi Arabia của thủ môn văn chẩn. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia phạm 5 lỗi, đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 31, Hossian dẫm thẳng vào chân của Duy Cương nhưng trọng tài Araki không rút thẻ. Thay vào đó, ông chỉ nhắc nhở cầu thủ bên phía Saudi Arabia trọng tài Yusuke bắt đầu làm trọng tài khi mới 26 tuổi. 4 năm sau, ở tuổi 30, ông được đánh giá là một trong những trọng tài trẻ uy tín nhất xứ sở mặt trời mọc. Một năm sau đó, Yusuke Araki đủ điều kiện trở thành trọng tài FIFA và bắt chính các trận đấu quốc tế. Theo thống kê của Transfermarkt, Yusuke Araki đã cầm còi tổng cộng 253 trận chuyên nghiệp, rút ra 646 thẻ vàng, 21 thẻ đỏ gián tiếp. 16 thẻ đỏ trực tiếp và thổi 50 quả phạt đền. Thống kê này nêu bật sự nghiêm khắc của trọng tài 36 tuổi người Nhật Bản.